Rồi, kết hợp rất là thú vị luôn. Váy này, rồi là áo trắng này. Nên cả nhà sáng nay thì mấy anh em sẽ tí nữa mình với anh Hiếu sẽ di chuyển lên Đồng Văn. Mình thường thường dậy tới lúc 5 giờ sáng để chỉnh sửa đi video cho mọi người xem. Thì dậy cái là đi vệ sinh cá nhân này, xong rồi sẽ uống một chén nước lọc. Mời bạn uống nước. Mình vẫn đang ở núi Cấm, tí nữa mình mới lên Đồng Văn. Bây giờ thì làm gì làm, ăn tôm mì rau. Ok, thì anh Cương anh cho mình cốc cà phê, thưởng thức cà phê. Chào bạn Hà nhá. Vào đây đi cùng với đại ca Hiếu là gọi đồ, thích gọi đồ gì thì gọi. Làm vlog à? Ồ, hello. Xin chào anh chị. Không phải đi bộ đúng không? Chào anh. Không, bây giờ em không đi bộ nữa rồi. Đúng rồi, nhưng mà em đi bộ đúng không? Đang làm vlog à? Không, bây giờ đi ô tô. Cho anh vlog vài cái. Được. Anh đến từ đâu? À, anh đến từ quê lúa Thái Bình. 17 Thái Bình chào anh em nhá. Hàng xóm. Em ở 17 Thái Bình chào anh em nhá. Nam Định. Anh có lời gì muốn nói với các bạn đang xem kênh của em không? Thứ nhất các bạn hãy cố gắng dành thời gian trải nghiệm một lần đến Hà Giang. Chúng ta sẽ thấy những cảnh vật và thiên nhiên tạo hóa chúng ta mà không thể tưởng tượng được. Chụp với lại cả em, anh chụp với em gì nhỉ? À được anh, ok anh. Ra đây phải phỏng vấn ông chủ xem là nhà mình có món gì ngon nhất. Món gì mình chẳng ngon. Anh thích món gì? Anh á, anh hay ăn đậu xanh cốt dừa. Cho anh một đậu xanh cốt dừa. Dạ vâng ạ. Đây hóa ra là anh A Báo à. Anh có lời nói gì với tất cả những cái bạn trên khắp cả nước Việt Nam đang muốn gọi là chuẩn bị mở quán nước, hay là nhờ có cái lời góp ý gì đó? Góp ý á? Thôi đừng mở quán nước xong nợ nhiều lắm. Ý là làm sao để cho quán đông khách rồi được mọi người yêu quý ủng hộ anh? Thế là một quán đông khách thì nhất là vị trí. Vị trí là một. Đúng rồi, vị trí chiếm 80% sự thành công của công nghiệp. 80% luôn anh. 80% sự thành công của một quán nước. Thế là tất cả mọi thứ chỉ có 20% còn lại thôi. Và quan trọng là vị trí. Đúng rồi. À. Và thứ hai là về đồ uống. Đồ uống và chất lượng phục vụ. Đúng rồi, thái độ phục vụ đấy. Đúng rồi. À. Mình cứ vị trí đẹp là thành công 80%. Vị trí đẹp các bạn nhá. Không cần nói gì nhiều là các bạn cứ xem ba quán cà phê của anh là biết rồi. Đúng nhất Hà Giang luôn. Các bạn xem. Hôm nay gặp được mấy anh chị ở Đồng Tháp các bạn ạ, Cao Lãnh Đồng Tháp. Ví dụ muốn lấy vợ Đồng Tháp anh, thì mình phải có bí kíp gì để mình lấy vợ Đồng Tháp anh? Đừng lấy vợ, đừng lấy vợ anh ơi. Đừng lấy vợ anh xin. Mình còn bé, mình nên trải nghiệm đi, đừng lấy vợ. Muốn lấy vợ Đồng Tháp thì phải làm sao anh? Anh giờ anh không sợ tụ cái gì, ngày nào anh có chung tụ vậy đó, nên đừng lên lấy vợ. Này lấy vợ đâu? Con này lấy vợ đâu? Con chưa lấy vợ nhưng mà có ghế. Đây ạ. Anh hỏi gì, anh hỏi gì? Đâu vợ anh đâu ạ? Đây. À, thế làm sao để lấy vợ ở Đồng Tháp anh? Mình phải giả cái gì đó cho nó ngơ á. Giả ngơ. Gái nó gặp mình nó thương, nó ngơ á, nó thương mình. À thế là con gái Đồng Tháp thích kiểu con trai ngơ ngơ đúng không? À đúng rồi. À. Mặt ngáo ngáo vậy nè. Chừng nào vô trong mình mới siết. Lúc mà vô vòng trong rồi là mình siết. À mình siết. À siết là sao ta? Vô lúc mà nó thương mình rồi đó. Là mình siết vô, siết vô. Siết là kéo như gần gần lại. À. Siết nặng đó. Nào nó chảy mình buông ra. Đây là vợ của anh. Đây sắp cưới á. Đây à. Anh hỏi câu đó khó quá, em trả lại không được đâu, hỏi cái mình. Khó quá. Em đang tính là sẽ di chuyển vào trong Đồng Tháp để lấy vợ. Em là chuyên chụp hình cưới á. À. Về làm đám cưới nên cũng gần về. Cũng gần đúng không? Anh em bắt tay trước rồi. Chụp hình kêu cậu chụp hình. Thế hả? Về con đi két nữa. Con có nghẹo gì không? Dạ có. Ui là hay quá nhờ. Con gái miền Tây làm sao? Con gái miền Tây trông thật là dễ thương.
đi qua ngoài phố gặp anh Trang là cũng thèm. Chú thích con gái, chú thích giọng gái miền Tây mà. Giọng con gái miền Tây dễ thương à? Mẹ nó chua chát hơn gì nữa. Không, em thấy ngọt ngào mà. Sao anh lắc đầu? Ngọt ngào rồi. Ngọt ngào như nó cười. Mẹ nó chua chát hơn gì nữa. Mẹ nó chua chát hơn gì nữa. Đâu, nó sẽ như thế nào anh? Ngọt ngào như nụ cười của em. Sao? Ngọt ngào đến mấy cũng phải thành mày. Giờ vào một chút khi đôi bằng tay. Con thử mô phỏng lại cái khi mà mẹ con tức giận mà chửi bố con ấy như nào. Mẹ mày, cái dấu như này mới dài hả? Cái đường ở luôn đây. Thiệt hả? Mẹ ăn chửi con sao? Mẹ ăn chửi luôn hả? Ừ. Mày, sáng giờ mày làm gì? Mày bấm game không mà? Mày làm gì tao nhờ đâu mà mày hỏi cái mày, mày bỏ nhà đi. Đi luôn đi mày. Đó là con rất quen thuộc. Quen được. Bà ngoại chửi sao? Bà ngoại không chửi. Bà ngoại bá không chửi rồi. Bà ngoại có la không? Có. La đi nào. Xuống cơm trần quỷ. À, dễ thương. Dạ, đi hỏi. Chứ không có gì hết. Thế là thích bà ngoại hơn. Dạ. Chị thường thường la như nào? Dặn ơi dặn lắm, gái miền Tây ơi dặn lắm. Hở cái dặn. Mình làm dễ á, nhưng mà nói ngọt á. Em ơi em dễ thương quá, anh đi chơi sáng về nhớ em quá này kìa ha. Phải rồi đi nhậu về á. Mình đừng có nhậu, nhớ mình quá đây phải cười ha. Đang đi nhậu cái nhọt kìm dầm vậy nè. Về cái nói, trời ơi, tôi đi tranh thủ về với mình nè. Tắm rửa đi đi ăn với anh này kìa, trời ơi, bất cười tính te tính tét ha. Lúc mà đi bỏ ở nhà, điện thoại đi á, không chịu về đó. Anh ơi, đi về chạy em đi ăn thì không đi đó, trời ơi. Mà đang dẹp đi, nghỉ đi, không đi ăn uống đi. Nói về cái gì đó. Dẹp là gì, em đã biết chứ, em biết không rồi. Sao, sao, có sao. Không, nhưng mà sau cái câu chuyện của anh kể ấy, mà em thích mấy gái miền Tây hơn đấy. Làm vừa lòng thì phái cười ha, mỉm 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 ha. Còn mình không không vừa lòng ha, giận hờn cái ha, vơ vơ. Con gái người miền Tây người ta như vậy cơ mà. Con gái miền Tây. Hello bạn, sáng mình đang uống cà phê gặp chị xinh gái ở đây. Cùng với cả hai bạn ở đây. Xinh gái có thể giới thiệu một chút về bản thân mình nhá. Hello, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Lợi. Em thì năm nay 18 tuổi. Chưa chồng, chưa người yêu. Chưa chồng, chưa người yêu. Nhà gái thì ở Hà Giang. Lợi muốn lời nói gì với các bạn đã xem kênh của anh nhá? Chán nào một cái quãng đường là đi dài như vậy thì anh sẽ gặp cái khó khăn này, khó khăn kia. Có thể là những cái mà bọn anh là chia sẻ lên mạng ấy. Thì là những cái là gọi là cái sự là tốt đẹp và đẹp đẽ mà anh chia sẻ lên mạng thôi. Mong muốn là sau đó thì cũng có những cái khó khăn thì cũng mong là những bạn fan của anh là có thể là gửi đến bản thân anh Hoàng là những cái lời là động viên. Thế à? Cảm ơn Lợi rất nhiều. Một cô gái là xinh xắn dễ thương. Lợi Tây. Anh chỉ mong là sau cái clip này là em có người yêu thôi. Hello tất cả các bạn nhá. Hôm nay thì mình sẽ làm một chương trình make up cho những thanh niên đẹp trai ở quán mình. Mình tên là Nam. Mình là 2K các bạn. Có yêu chưa? Chưa có người yêu. Đây caramel, cầm cho anh. Để xem đi bật điện. Từ từ cho. Đừng có nháy, đừng có nháy. Uầy, đỏ ấy, đẹp lắm. Quay lên này nào. Nhẹ nhàng thôi. Ủa Nam tắm này không cửa mặt. Trông ra đẹp hơn. Này tắm rồi. Bây giờ đẹp hơn, bây giờ đẹp hơn rồi. Chàng trai theo đuổi. Em vui không? Hình như là em có gì đó sai sai. Nếu mà ai sau này mà người yêu của mình cứ cực kỳ sướng luôn. Mày sẽ được make up luôn. Free luôn. Sao lại cười vậy? Mình thấy nhọn đưa anh làm nhọn. Nào. Bởi vì là người thích. Anh không biết gì cả. Hằng ơi. Thôi nha. Bụi mạnh đi. Cái mặt đen xì đấy mà làm cái màu đen như thế này nhá. Thế là sau khoảng mấy cái của Hoàn thì bạn đã xinh hơn. Chắc. Ơ thì bỏ em đâu. Nói chung là từ quán cà phê các bạn tha hồ được ngắm máy xinh luôn. Sai, em đẹp em không cần phấn son ạ. Sai ơi.
chà. Như này mới quay. Mấy con có xe số quá đấy. Thì tại vì Hoàn sẽ xử lý cái chỗ khu này cho anh Hiếu. Mấy anh em đang trang trí bóng này, giải cái sỏi đá ra, xong rồi để cái đường đi lại. Mùng 2 tháng 9 sẽ đón khách lên đây. Giải đến chỗ kia thôi đúng không? À anh ơi, anh Hoàn này. Hôm nay mấy anh em ở quán sẽ đi picnic. Thích chưa? Bãi rất là rộng. Ở đây thì có nước ngọt này các bạn. Nước lọc này. À, đây là than, đây là hoa quả, chả, giò, một con gà, đá, cá và đây là nem. Biết bơi cho em. Dạ em biết rồi ạ. Biết bơi rồi à? Vâng. Biết bơi cho em. Em không. Chết bơi à? Sếp còn lấy được cỏ mít ở đâu này? À, ngắm thang các bạn ạ. Chị chưa có người yêu nhá. Chị đang xử lý món lê. Sao lại chị treo vậy? Mới ba lê. Bánh dày giò, giò bánh dày. Ừ, thơm lắm. Bí mật. Anh em đang nắm lửa. Thích nhất là cảm giác mà kiểu được cùng với cả anh em đồng đội đi ra cái bờ suối lúc mà kiểu trời hè nóng ấy. Sau nhà các bạn. Nước này. Mất đấy. Đồng đội kết nối nhân viên với cả anh Hiếu, đây là anh Hiếu đã tổ chức ra cái bữa này. Anh em rất là vui tươi, cười tét tét. Mấy đứa thích đi này không? Hả? Nói nhỏ không nghe, có thích đi không? Nói bây giờ, thích đi. Uống nước. Cảm nhận của em khi làm với anh Phê Núi Cấm thế nào? Em thấy rất vui ấy. Rất vui à? Vẽ trưởng à? Mày ở người ta mày cũng vui không? Vui chứ? Vui vẽ trưởng à? Em mời các bạn. Em đang review cái quả giò à? Giò. Mỗi người một cái luôn. Con thử chứ? Hả? Tăng lên. Bạn hết xăng à? Tao đi các bạn lên. Ok. Bây giờ kiểu mình sẽ lấy cái này, anh chọn cái miếng to nhất cho ly này. Ở đây chỉ thiên vị mỗi ly rồi đấy. Mình nghĩ là cách như thế thôi. Các bạn xem này. Chấm đây này. Thấy chưa? Ai còn làm gì chấm ớt. Chấm ớt mà. Chấm luôn này. Cá chị nướng. Cá chị nướng á? Đúng rồi. Đỉnh không? Ui, được anh nhỉ? Thử thức được lượt được luôn chứ. Để em thử độc nhá. Mẹ ơi, bổ mít ăn đi. Em là người rất là kiểu hy sinh về mọi người đấy. Mọi người biết mà. Các bạn này. Nói tay nó run các bạn ạ. Bổ mít đây. Chấm cả này. Nhưng mà bổ mít anh ơi, còn lúc ăn thì đừng quay nhá. Ok. Anh có tin tưởng chị Luân bổ mít không? Anh bắn mít đéo đâu mà tin tưởng. Không, nhưng mà mình cũng phải lên tiếp thu những cái mới các bạn ạ. Nên mình phải học hỏi. À, thế là chị sẽ cắt cái đầu này ra các bạn, cắt tròn ra. Xong bắt đầu là sẽ chẽ. Chẽ giống kiểu là chẽ sầu riêng. Sầu riêng. Thực ra là vừa lấy sầu riêng. Vừa lấy chị định mua sầu riêng nhưng mà dừng quán sầu riêng không có nên là chị chỉ mua mít. Bây giờ mua mít rồi mình phải tỉnh trọng, đấy là mình đang ăn quả sầu riêng. Bắt cá đi. À. Hợp lý đấy. Tí ăn xong rồi mấy anh em. Ái chà.
Ai chà. Đừng bao giờ coi thường đối thủ các bạn nhá. Ôi, ngon quá chị ơi. Mật rồi. Ngoài quá càng còn. Ôi giời. Cái nhảy cây ấy, bảo là quay video cho cây ạ. Nữa ăn đấy, ăn đã. Còn lâu mới được ăn, mẹ. Đấy. Còn chán. Làm gì làm ăn đấy các bạn ạ. Kệ anh Hiếu. Đi ngon mà, lúa. Đi đây. Đi anh làm caramel đi bạn ơi. Xin đất nhỉ? Tin tưởng nhá. Tin tưởng. Dậy ngoan con đi nhá. Dậy ngoan, dậy nhảy ngoan. Vâng. Cá không độc. À, tí nữa chị ăn thoải mái nhá. Để chấm cái này bạn ạ. Chị Lân này, tại sao anh lại tổ chức một cái picnic như này anh Hiếu? Mình thì vui thì mình đi thôi, sợ gì. Sáng vừa ngủ dậy. Thấy thanh niên này dắt đi chào các bạn nhá. Lên núi hay lên bảnh. Ỉn ơi. Ỉn. Thế nên Ỉn hóng hớt đi trước. Hay lên bảnh theo sau. Mệt à? Cuối cùng anh em cũng di chuyển tới cổng chùa rồi. Anh nên bảnh và thêm Ỉn thì tiếp tục đi rồi. Còn thanh niên này thì mệt quá, mình đang bế nó đây. Chào mọi người, đi con. Mọi người tới đây, mọi người sẽ đổ cái đá ở đây, vật liệu xây dựng. Anh này đỡ thở thì mình này cho hắn đi xuống. Đi từ hơi con. Ỉn với bảnh à. Tiếp tục leo bạn ạ. Hai thanh niên. Trên này các bạn đứng trên đỉnh mây rồi. Đang đi vào trong mây. Phía bên này là gì em biết không? Không, đây là nhà ai. Đây này. Nhà hoang hay sao? Ôi, mình đứng trên mây luôn này. Lên đây con ơi, đừng đi xuống đấy. Ngã đấy. Sao đây con? Đẹp nhờ. Đứng trên biển mây luôn. Mặt trời mọc ở phía kia bạn ạ. Thành phố rồi, nhìn xuống dưới này. Không thấy thành phố đâu luôn. Đẹp quá. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với biển mây. Có nhiều bạn cứ bảo là phải săn mây ở đâu, nhưng ở đây mình săn mây ngay chính tại thành phố Hà Giang luôn. Vãi trưởng ạ, đẹp vãi trưởng luôn. Wow. Cảm nhận của em lúc này như nào? À. Hơi mệt một tí thôi. Hơi mệt hả? Mình sẽ quay cảnh bên đây cho các bạn xem nữa nhé. Wow. Các bạn ơi. Wow. Mặt trời lên đỉnh luôn ạ. Vừa đây mấy phút nó còn chưa ấy. Đây dưới đây thành phố bạn nhá. Trung tâm thành phố Hà Giang luôn. Một địa điểm săn mây cực chill tại thành phố Hà Giang. Đây các bạn xem thanh niên này đang đi theo mình lên đây được cơ mà. Chào mọi người đi con. Hôm nay bé rất là giỏi, bé lên được trên tận đây đi săn mây luôn. Cảm nhận thế nào khi mà được ngắm biển mây em? Phải là một cái nhỉ? Ăn ở tốt lắm thì mới được ngắm biển mây đấy. Hà Giang những ngày sương mờ bao phủ thì sẽ có cái biển mây. Và bây giờ đang là xem nào, hôm nay là ngày 30. Ngày 31. 31 mùng 2 tháng 9, 31 tháng 8 các bạn nhá. Đấy. Mình thấy là dạo gần đây rất là nhiều những cái mây mù che phủ như này. Các bạn có thể lên vào những khoảng
phòng này để các bạn lên săn mây. Săn mây thật nhưng mà mình vẫn cảm nhận được một chút tiếng ồn từ thành phố, tiếng xe các thứ. Nhưng mà nó rất là khác biệt vì lên trên đây là ngay thành phố mà mình được ngắm biển mây. Xong rồi được ngắm cái tiếng còi xe hay phết đây. Nó một trải nghiệm rất là thú vị đấy. Ở đây là khi mà leo lên thì các bạn sẽ đổ mồ hôi. Bây giờ mày còn đi về nổi không con? Hả? À, hay tao kéo mày về xuống nhá. Ok, để tao chở mày về. À, tao cho mày đi về. Thằng Yến kia nữa. Yến, mày chảnh đấy. Đúng chảnh chó luôn. Gọi không thừa. Đi xuống. Đi. Các bạn ở thành phố Hà Giang nhiều năm chưa chắc đã biết được một cái địa điểm săn mây đẹp như này đâu. Ba thanh niên này không biết ở đâu ra. Ừ, đẹp nhờ. Như cục bông ấy. Mày đã bị chặn đường. Ê, Yến. Uầy. À, mẹ của nó. Mẹ của nó đánh con Pop. Tao không làm gì đâu nha. Bảo vệ con ấy. À, đang dắt đi chơi các bạn ạ. Con này dễ thương à. Tao đi đây. Bye bye. Hello con. Ờ, cũng có thể lắm. Hai vợ chồng dắt một đàn con đi chơi các bạn ạ. Bây giờ là mình bắt đầu từ cà phê núi cấm để di chuyển đi làm tình nguyện, làm từ thiện ở trong Hoàng Su Phí các bạn ạ. Thì mình sẽ quay lại cái quá trình mình đi vào trong Hoàng Su Phí. Bây giờ phải tạm biệt các bạn ở đây rồi. Con chào các cô chú đi. Con chào các cô chú. Con tên là gì? Con tên là Tâm ạ. Con là Tâm à? Dạ. Hôm nay con sẽ đi với ai? Con đi với bố mẹ chú. Anh chào các bạn đang xem kênh của em cái. Hello, chào tất cả mọi người đang xem kênh của anh em nhá. Hôm nay là anh với cả hôm em đi đâu đây? Anh em mình đi vào Hoàng Su Phí. Để làm gì anh? Đi vào đấy có mấy gia đình có khó khăn, anh em vào đấy giúp đỡ cho người ta một chút. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình? Anh là Thủy, anh đến từ Thái Nguyên. Anh em mình cùng nhau đi vào Hoàng Su Phí nhá. Anh giới thiệu một chút về bản thân mình. Các bạn nhá. Tự nhiên là Thiện, mình đến từ Thái Nguyên. À. Hôm nay anh em là có duyên lên đây để vào Hoàng Su Phí chơi với các bạn là có quan trong đấy. Đi phượt vui. Anh có con xe này độ cản trước cản sau rồi các bạn. Anh tính đang đổi xe mới đấy. Anh tính bay con này rồi đổi sang con khác hả? Ừ anh. Mấy tháng anh? Ừ. Bao nhiêu cây rồi? 7 tháng đi được 2 vạn. 2 vạn. Toàn đi riêng Hà Giang anh đi phải. Số này của anh à? Đây các bạn nếu mà thích xe thì có thể là alo qua số này của anh nhá. Anh đặt lốp mình nó răng rồi nhưng mà chưa có thời gian này. Nên có anh đặt rồi đúng không? Ừ. Độ cản trước cản sau hết này. Ok, mình di chuyển nhỉ. Em vào em chào anh Hiếu phát rồi em đi.